Đây nè ba, bên này nè, dọc bên đây cho né chỗ cho thằng ấy nữa, liều pin nữa. Xe chạy ở đây nè, sát sát vô liều pin nữa. Cửa ra ở đâu bên này à? Cửa ra đây. Đất đây qua vậy chứ đụng nó sốt rột, cắm nó đâu dính đâu, cắm chéo. Gió nó thổi bay luôn á, cắm cho chắc vô. Chiều giờ có gió không? Gió không chịu, đứng nước này á. Ừ. Chút nó quá trời luôn á. Ừ, bữa xuống muốn bay luôn á. Rồi hai bữa trước thôi, hai bữa trước là đùng đùng luôn á. Thổi muốn bình luôn á. Trời má, lều đã vậy, bự vậy. Cần phụ gì không? Biết mẹ gì đâu phụ. Đây nè. Chưa, hẹp mới xuống. Gãy không ba? Gãy không? Ừ. Ừ. Xuống này tới 6 giờ mới tới, mới tới cái chắc á. Đây những lều à, chưa ra cần. Bóp ra cần đi, những lều xong rồi. Chưa ra lắm luôn. Rồi có tiền không á? Người ta đi phải, ta phải hưởng thụ chứ. Cá lúc nào câu cũng được. Đủ. Rồi thôi à, tranh thủ đi đi. Đây mới xuống cần mình khu dính cá nè, chậm lá ông ơi. Thôi có cá là vui rồi. Em đưa nó qua đây. Kéo đừng có cong cần, kéo thẳng thẳng qua đây nên bắt con cá nha. Rồi, đẩy lên đây. Kéo lên sát bờ nè. Thôi để anh cầm cho. Ồ, hay quá anh em. Có cảm giác cái gì? Coi chừng lưới vướng dính vậy dưới. Bin ơi. Má có cá rồi Bin ơi. Đánh tiếp đi. Chụp hình úp liền. Úp liền, vô hàng, mấy, mấy anh kia. Mau tao đưa đi vô đây nha. Hả? Ok. Sao em chụp à? Không, anh chụp em à. Em đưa lên đi, anh chụp cho. Tí nữa. Đây mới vô hàng nha anh em. Trời tối quá rồi, không có quay được cái khúc dính cá luôn. Anh có khăn giấy không anh? Không thôi. Hả? Không. Trời, anh bóp quên khăn giấy anh bóp. Có, trong thùng kìa. Thùng sau nè, đi đi hướng này ra thấy liền nè, trên nắp thùng luôn. Chạy lui về tới, mệt. Ghiền phê. Đừng cái này, kệ đi cho chạy đi. Xả luôn. Ê, ê kéo đi, nâng cần lên. Rồi cứ kéo vậy đi. Cứ cho nó chạy. Nó ăn ở đâu? Bên này, bên này. Bên phía này. Ngay ngay đầu nước luôn. Mũi quá. Làm em bố quá anh. Chụp hình có thấy gì đâu mà chụp. Quay clip. Chụp hình đâu có thấy gì đâu, tôi thui à. Cho chạy đi, đừng có này vậy đó.
nâng tầng cao lên chút. Em dạ. Em không có cái đồ dịu cần là nó dạ. Nó dùng nó bị căng. Khi nào nó không chạy em quay vô. Ừ, chạy cứ cầm cần vậy. Cái này là mới đi thực tập hay vậy? Dạ, nó mới dính khá lần đầu luôn á. Pin của chừng cái te bên này dài lắm nha. Nó tuốt vào đây lần à. Sao? Đã quá mỏi tay luôn. Nâng cao lên. Khá bự đó. Cái bự này. Cho nó dính con hàng chục luôn. Hiếu hết hồn. Hiếu đi đường qua bên kia mà. Dạ. Chắc 9-10 giờ nó mới tới. Mà không, con câu đây rồi. Dạ. Bữa em câu ở đây nè. Bữa em với nó đi chung nè, giờ nó đòi qua bên đó. Thằng đó nó thích khám phá. Mà bạn cũng còn mấy con lớn. Dạ. Bữa con cá mà lưới 10 mà nó tổ hết. Bên đó cũng chưa gạn hả? Đâu có gạn đâu. Dạ. Chứ từ từ thôi. Hết rồi. Mất rồi. Mất rồi. Dù. Trời. Uổng vậy. Cá bự lắm á. Có giá quát lưỡi vậy. Cá bự lắm á. Không quát được, lưỡi này sao quát được, đó là cá bự. Má mỏi luôn á. Ù. Quát đây nè, quát đây một lưỡi. Quát không? Ủa sao không nghe tiếng rắc gì anh bóp? Xả rắc chưa? Có chứ, xả nãy giờ nhẹ mà, rắc nhẹ heo. Đó. Quát không? Nó rắc thì hì kia mà. Quát không? Quát ngay lưỡi đầu. Thiếu gì củi mà không biết tìm củi hết cha. Cò có cái quạt cò lửa luôn ha. Miếng thịt bò ăn em ơi. Đây lèo. Lèo của mấy anh em à. Tối quá. Dạ. Nghe tao không có không có thấy cái sự uy tín nào hết trơn. Nó còn ngồi buồn lắm rồi đó. Củi người ta ngon như vậy mà nó không do, nó không nhém được. Quá trời củi đây nè. Ủa, nó cháy bùng lên mà cháy hết chứ. Ướt ở trong mà. Ướt ở trong. Mấy anh em đi kiếm củi chùm lửa thì em có lên con nha, mà không có ai quay giùm hết. Thiếu quá sự uy tín rồi đó. Buồn thú rồi, con muốn bớt. Làm cái bánh giò anh em ơi. Hả? Anh nói anh em của anh. Anh em trên YouTube. Mũi nó bay vô bây giờ che lại. Mới dính con khủng long xong giờ. Anh đó hả? Nó mới dính con khủng long xong bây giờ làm một cái bánh giò cho nó nóng rồi câu tiếp. Giận quá. Có đường nào đi về không? Ê, nãy giờ nói làm con gà mà không làm chui đâu hả? Ừ, ta giờ làm gì cái đã. Ta giờ làm cái gì? Hả? Ta giờ làm cái gì? Bún rồi anh bóp. Ừ. Lấy giùm em cái khọ anh bóp. Làm cái gì? Cái khọ. Mày buồn quá mày đốt nhà hả? Điên đó. Cái đó là cái quạt á. Thì làm cái gì? Đi. Ừ. Đưa cho em cái bịch đó. Đây là lều của mấy anh em mình. Đéo cái này là chết á. Đéo cái này là chết á. Cái này là bơm nệm, nệm bơm hơi luôn nè. Trời ơi má, nó sung sướng còn gì bằng.
hả? Điện thoại em á. Thôi khỏi gọi đi. Đây cái liều bự. Gà nướng quá ngon. Gà chín rồi đó anh em. Dứt thôi. Ừ, bỏ con gà lên nè. Gà uy tín không? Miếng gà nhìn là thấy uy tín liền. Xuất sắc. Lấy mang giùm anh cái thùng bia. Ăn cà chua không? Không. Tự nhiên ăn gà ăn cà chua. Đồ, lấy cái chanh ra dùm cái. Chanh với ớt dầm. Ú là trời, con gà ngon. Anh em ta là cái gì nè? Trời, nó chín trời, mỡ nó chảy. Cắt làm cái gì? Xé luôn hả? Đây. Từ cắt cái này cho anh đi. Chụp cho nó đẹp nè. Hồi nãy có chụp con cá bự cho nó coi chưa? Chưa. Nãy em có chụp được đâu. Trai. Thui rồi. Chụp con cá chém bự cho nó coi. Tắt bớt đèn nha. Quay phim nó hấp dẫn. Tắt đèn gì? Đèn này không, nó tắt tôi không thấy đường ông ơi. Sáng mà. Trời, nó chín từ trong luôn à. Sáng mà, sáng chó nè. Xuất sắc. Sáng. Xuống rửa tay cái. Vô nào. Ba vô nào. Ui, vô mừng nam Duy đồ. Mừng anh em mình Duy đồ. Vô. Hello Sơn của Duy. Ai cũng có thành quả hết rồi. Có gì đâu. Nè, thành quả nè. Oh, yeah. Nè, nó sướng vậy thôi. Tối ngủ cho nó đã. Nè, ăn đùi nè. Anh em ơi. Nè, có đùi nè. Ngon lắm. Thôi ăn mà. Tối nó ngủ bên đây nè, bình thường. Hai cái lều luôn, lều nhỏ lều lớn luôn. Lều lớn để chứa đồ đi. Gia chui vô ngủ anh em ơi. Ngủ thử lều 25 triệu xem như thế nào. Sao nằm chắc cú vậy, nằm ở trong vậy? Nằm ở trong, nằm ở ngoài cũng được hả? Có máy lạnh chưa? Bật máy lạnh lên đi. Nó lạnh lên đồng hoàng, đù nó dơ thiệt chứ. Rồi mình nó dơ. Ủa, máy lạnh uy tín, có máy lạnh luôn. Ngon lành. Sung sướng không? Cái nệm 5 triệu, cái gối 1 triệu. Cái bộ này là 6 triệu. Vãi. Giờ mình chơi cái hàng của mình. Hàng Shopee. Wow.
được. Ly của em á hả? Ừ. Có một ly hả? Rồi, có một ly thôi. Nhà có máy quay nổ. Phải đổ vô nữa hả? Phải đổ ly này à? Ừ. Tưởng như này cũng cần. Giỡn hoài. Lo cầm không à? Trà của người ta. Nhiều không anh? Nhiều không? 3 muỗng đi, 3 muỗng. Như đây hả? Ừ. Xíu rồi. Được rồi, được rồi. Thưa. Nó thơm ghê luôn á, trà Phúc Long đã ghê. Thơm. Ủa, không hỏi của em đâu anh? Đánh con khác đi, đánh con nó nhỏ quá. Ủa anh bỏ đâu rồi? Con đó anh còn cái nùi không mang theo. Ủa anh mùi lần lớn á, con đen đen dài dài, đen hôi, con tao đen hôi tiếp đấy. Đấy anh. Ừ. Có màu trắng cũng được. Ủa anh thắt này anh thắt cho em á hả? Ừ. Hả? Sao thấy nó rút gì vậy? Anh đâu thắt đâu, hình như còn cái đó anh đâu thắt đâu. Anh thắt kìa. Đẩy đây nè. Gì? Thắt. Gì? Cái đầm này hôm qua nó ăn đêm không các bạn? Đêm nó ăn ào 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 luôn. Tối hôm qua mình dính khoảng 6-7 con vậy đó. Trong đó mình dính được một con bự khoảng gần chục ký, còn thằng cu em nó xảy con cũng đi cặp đó, hay lỗ đó luôn. Rồi mấy con chẻm lá 1-2 ký vậy. Thằng 3-4 không thấy nha. Đó, cái chỗ đó đó. Chỗ con cá tráp nhảy lên đó đó. Có cái ổ đó.
ok rồi đó, chín rồi đó. Nâng dây lên, kéo nâng dây lên, đừng có để dùng thẳng, đưa cần lên, đứng lên bờ chút đi, nó tán cho người, nó móc lưỡi cho người bây giờ rồi. Ừ, tối xin ảnh đục mấy con hàu mà ăn. Cá gì nấu canh. Táp giận nước lên luôn á. Quay chậm cho nó táp. Đó, đó. Ghiền lắm luôn á. Giờ đánh cá cháo mà đi đánh mấy bãi cạn thì cũng ngon. Đó, hai con uy tín. Thấy nó là lụm liền để gì. Đi bầy mà. Thấy con của anh là lùm liền. Không phải đâu, ba nhã đâu mà táp không trúng. Lưỡi thứ nhất lưỡi bự, thứ hai là mồi lớn. Không quá. Má giật chi. Ừ. Đâu rồi, đâu rồi, thấy không? Má không có mang kính. Mang kính đi thấy đúng không? Mang kính đi thấy dưới vui đúng không? Ê, sảy ơi. Sướng. Má, mùi sắc nói. Cái thép này Bin, mà sợ nó cắn đứt đuôi liền quá. Thôi chơi đại đi. Ồ má này lưỡi bự quá không được. Dính rồi, dính rồi. Câu đấy cũng dính à. Má nhỏ xíu. Cá măng. Cá măng. Ờ thôi, cá măng nhỏ quá. Câu mấy người vui lắm á, đừng giỡn. Em mua máy phim xài đỡ cũng được, máy phim á. Triệu mấy á, một con bự. Đây thấy một con bự. Ui ui ui, nó bự. Không phải, nó đang rỉa rêu á. Má đang ăn rêu hằng say. đang rêu. Ra mấy bãi trà này mới ngon nè, tráp nó lại nhiều lắm.
con bự đó mới uy tín á, bằng tay vậy mới đã. Ăn mới ghê chứ, con bự thì nó lại không chịu ăn. Đó, có hàng. Hả? Chẻm hả? Phải không? Cháp chứ. Hả? Cháp chứ. Cháp bự vậy? Ừ. Quỳnh Linh, câu ấy, câu ấy, câu ấy. Ê, đừng vô đó ba. Ê. Bự. Trời ơi. Đó, mấy con bự nó táp vô là thấy không? Dính vô liền. Ghiền. Quá ghiền, Bình ơi, mập ú. Ồ, không có cái bịch uổng quá không ơi. Cháp bự nữa. Máy chụp hình đâu rồi? Cháp mà size này không thì ngon á. Từ 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 từ, đừng cho nó thấy. Đó, quăng qua bên đó, kéo về. Nó nằm ở bên mấy bãi cạn bên đó. Mà dễ dính rong lắm. Hồi nãy con dí pin to. Con mồi của pin hợp lý vậy chứ. Cái gì kìa? Bự kìa pin. Qua đây đó, quánh qua đường này đi. Ý, nó theo kìa. Đó. 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 Má bị bự qua đây đến nè, bên qua đây đứng đánh thẳng ra. Đừng có đứng, đừng có ấy quá, đừng có đừng cho nó thấy quá. Má chạy đi con, vướng rêu lắm rồi. Chậm chậm thôi bên, chậm thôi. Lên bờ luôn mày. Bầy này đã, bầy bự. Ủa nè, mình có lương thực rồi. Đó, đó kìa. Nó quận kìa. Bên mới ném à? Nè nè nè, cá rô nè. Câu dính cá rô cũng ngon á. Kìa, nó liếc ở dưới quá trời pin ơi. Kìa, theo kìa. Quá trời luôn pin. Đứng núp núp. Ê, từ từ từ. Ê. Khoan, đạp nó lại từ từ. Từ từ nha pin. Ê, thoát cả pin, đạp lại. Lấy dây cột. Giấu đi. Có dây gì không? Lấy cái dây nít đỡ. Dây ba. Dây nít đỡ mình mượn của anh nãy đâu. Không được, dây cứ ngắt sao cột. Được. Dây này sao cột. Câu mồi gì vậy? Tôm. Đừng, để chụp hình thôi. Bóp. Em hỏi thiệt anh bóp rồi. Trên nhà đồ anh bóp. Mày im cái mồm đi.
Bây giờ anh em mình sẽ nấu đồ ăn trưa bằng bếp. Bếp này là bếp dùng ga xăng nha mọi người, xăng với dầu. Cái bộ bếp này nhiêu tiền về lẻ? Đây là chủ nhân của bộ bếp. Nghe nói như cái bộ bếp này là 6 triệu. 6 triệu ngắt. Nó giấu gia đình nó cho nên nó không dám công khai á. Đó, nhìn bơm uy tín không? Là cái đùng. Thổi. Thổi, chiên bánh chưng đã. Đây khòn cái nó nhanh mà. Đừng có bỏ thơm nhanh. Bỏ dầu luôn rồi hả? Bỏ hết rồi. Bùm. Dầu. Đây. Trời nếp tin. Này gì muối hả? Muối tôm hả? Gì vậy? À, bột nêm hả? Xì dầu hả? Xì dầu hả? Cái này gì? À, cái này xì dầu nè. Còn mình ồ hai chai nước tương đúng không? Cái này là cái gì? Tiêu. À, xay tiêu hả? Tiêu mà. Cái này là muối, còn dưới là đường. Trời ơi, nguyên xét. Nguyên xét này nhiêu? Kêu xe. Hả? Lại uy tín nữa. Không, nhưng mà cái này anh qua chỗ bạn anh nó làm mỹ phẩm, anh xin mấy cái chai này được. Đóng chai được đó. À, anh em dân chơi toàn đồ chơi đồ chơi hàng không mà Yeti khò đồ các thứ. Kinh nghiệm của anh đánh nhỏ chưa đâu, khi nào mà đánh cá nhiều anh chỉ cho quýnh. Bây giờ chưa. Ủa, gì vậy? Nhảy dữ. Nó lì luôn. Trò nuốt luôn cái lưỡi luôn kìa. Không, con khác chứ. Mồi đó chỉ câu ở chỗ cạn thôi. Ừ, không có màu khác.
Nè mình ăn, ăn bò, bò nướng nha. Bò nướng rồi canh thịt bò. Cơm nấu luôn, cơm thì nấu luôn. Không, hồi nãy cái này cái bò này ăn với muối tiêu cũng được. Còn nướng cá nữa kìa. Rồi ngồi ăn cá nữa.